cho tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với MediaWorld. Hôm nay mình sẽ cùng với những bạn fan của mình. Và hiện tại bây giờ mình đang livestream nè. Thì mình có mời những bạn fan của mình vào đây và cùng chơi game với mình đó. Thì hôm nay một mình Phong Cận sẽ đấu với khoảng bao nhiêu ta? 19 bạn fan, đúng rồi, ok. Thì chúng ta chuẩn bị bắt đầu hay nè anh em ơi. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Bắt đầu đây. À, đây là chúng ta đang bắt đầu chơi PUBG. Và liệu rằng là Phong Cận có đấu lại với 18 bạn fan hay không? Mình cá chắc là trong đây cũng có những cái ông là chơi bằng PC nè. Mấy ông cực kỳ đánh hay luôn. Cho nên là mình phải cố gắng mà vượt qua. Đó. Mà tàn là mình cá chắc luôn. Mấy ông tàn là chơi theo kiểu mà mấy ông ngắm mình, mấy ông giết không à. Mấy ông không thèm giết ai hết, cứ ngắm mình mà giết thôi. Mấy ông không cần biết là team binh là có ai đang ở gần mình, có những cái team nào đang tấn công mình. Ông chỉ cần biết là cứ thấy thằng Phong Cận là bắn cái đao, đúng rồi. Cứ thấy Phong Cận, ủa trời ơi, mình đã làm rồi, mình đã làm rồi, ông bắn hết luôn, trời ơi, mình đã làm rồi. Mình phải đi kiếm cây súng thật là nhanh anh em ơi. Con người, trời ơi, mình hồi hộp quá, từ. Con người, ông nào, có phải là V-Bone hay không đây? Chết này, ok, ôi giết được một người rồi. Ôi, trời ơi, hơi đau tim nha. Ok, nạp đạn súng ngắm vô, có đạn súng ngắm luôn nè. Tiếng bước chân. Mình nghe tiếng bước chân đâu đây. Ui à, chạy này. Ok, lại thêm một ông nữa rồi. Ok. Mình, sao mà nó cứ hiện cái bảng tên lên ngoài khó chịu ta. Sao nó cứ hiện, ây da. Trời, sao nó có hiện cái pháo hoa đó. Ui, con người. Ui, ông nào cũng có giáp rồi nè. Ôi, hết đạn. Ông nào cũng có giáp. Cái gì vậy? Sao nó có hiện cái bảng lên. Ok rồi, ui, ông này giáp, ông hơi bị nhiều nha. Ui, chạy. Ui. À, vậy là bây giờ mình đã có được cái quần. Với lại là cái nón. Đã full giáp kim cương luôn. Mình sẽ đi mà tịch thu giáp hết, không để một cái giáp nào trong nào thấy được hay là lụm được cái giáp nào cả. Mình đi giữa đường thì có nguy hiểm quá ta. Ê, hình như mình nhớ có con khủng long trong đây. À có luôn, thấy chưa. Ê, lấy con khủng long này cưỡi là mình sẽ được tăng thêm máu anh em ơi. Mấy ổng bắn là mấy ổng sẽ bắn trúng con khủng long chứ phải bắn trúng mình. À, thế mình sẽ có được thêm máu, còn lâu mới giết được mình. Ê, mấy ổng đâu hết rồi. Ra đây coi, trời ơi, mấy mày núp hết ta. Rồi còn 5 người, còn 5 lại. V-Bone chết rồi, ok, V-Bone chết rồi anh em ơi. Trời ơi, mày quay quá, trời, ổng chết rồi. Vậy chắc là có một cái ông nào đó cao thủ hơn cả V-Bone, giết ổng luôn. Ui, nó có hiện cái bảng gì đó, nó che màn hình mình lại hoài à, khó chịu quá. Mình cảm thấy khá là run sợ. Chạy, rồi, thấy bạn rồi nha bạn nha. Chạy hả? Đâu ta? Đây bạn ơi. Bạn ơi. Bạn đâu rồi? Chưa nạp đèn. Ôi, tại sao mình lại chưa nạp đèn? Ok, nạp đèn lại rồi. Mày quá. Vãi nồi. Vẫn chết. Thấy chưa? Sao sống được? Mình nói là mình mà trời ơi. Ok, từ để mình xem coi. Nhiều khi là mấy ổng đang ở đâu đó nên. Còn khoảng 3 bạn. Ok, còn 3 ông nữa. Không biết là V-Bone ổng bị giết bằng cách nào, nhưng mà mình nghĩ là ổng bị một cái cao thủ rồi đó giết, hoặc là ổng bị chơi hội đồng, hoặc là bị đánh lén. Mình nghĩ là vậy. Ui, kìa. Ui, bên đất nhà này cũng có một người. À, mình biết được vị trí của mấy ổng rồi nha. Không biết ông nào đá stream không vậy. Ui, bên kia. Bay nè. Một viên. Hai viên. Chết. Game là dễ. Ok, nạp đạn cho thêm cái đã. Ôi, hai viên, chết rồi. Ôi. Ok, vòng bo đang thu hẹp lại rồi. Trước sau thì mấy ông cũng phải ra thôi. Hiện nguyên hình đi. Tôi thấy mấy ông rồi. Ui, ông trong ngôi nhà. Thấy cái đầu rồi. Vãi trưởng. Này thì nấp này. Hợp lý vãi nồi. Ok, Queen. One hour later.
Ok, bắt đầu trận tiếp theo nha anh em. Chuẩn bị thôi nào. Có mấy ông biết chỗ tôi đi nè, mấy ông bay đến chỗ của tôi nè. Quay quay quay, chỗ cái căn nhà này là của tôi nha, cắm vào, chỗ này là của tôi. Ok rồi, ổng qua bên kia rồi. Mình là mình lúc nào mình cũng thích đi mấy căn nhà nhỏ nhỏ này nè. Tại mấy căn nhà nhỏ nhỏ này mình đi quen rồi. Hả? Ok, mặc cái giáp rồi kìa nè. Ok, mặc cái quần này luôn. Mới vô được cái bộ giáp kim cương thấy sướng rồi đó. Một cái nón. Một cái nón bằng kim cương. Ok rồi, được rồi. Bây giờ phải đi kiếm vũ khí anh em ơi. Ok, lại là V-Bone. Trời ông này ông vào phòng mình nhanh quá ta. Ông vào phòng mình nhanh đến nỗi mà bây giờ ông ông giết quá trời người. Ok, một đôi giày. Và mình không có gì trong thay cả ngoài một cái chảo. No. Phải kiếm cái súng cái đã. Có súng không? Có súng ở đây không? Trời ơi, cho tôi xin cái súng đi. Không có súng là tôi bị giết chết đó. Ok, một cây súng. Hấp dẫn, một cây súng ơi. Có đạn luôn, có đạn luôn. Ồ, có đạn, có đạn. Hai cây súng. Có đạn luôn nè. Ôi, hấp dẫn, hấp dẫn. Giờ sao đi ra ngoài? À, có nút bấm. Rồi, ta sẽ lên trên lầu để chúng ta lấy cây súng ngắm ở trên này. Mình nhớ trên lầu có cây súng ngắm. Đây, súng ngắm. Rồi, ok, nạp đạn vô cây súng ngắm nữa nè. Mở mic lên đi anh, tôi ngu, tôi mở mic cho mấy ông biết tôi ở đâu à. Ngu à, tôi đâu có ngu. Ok. Ui, ui, thấy anh, thấy một ông rồi, thấy một ông rồi. Ok, sẽ qua mình giết ông này. Thấy một ông, giờ chạy vô đây, giờ chạy vô đây. À, núp, núp, núp. Ủa, chạy đâu nhanh gì? Ui, đứng lại. Ông chạy nhanh quá ta. Đứng lại, không chạy kịp đâu. Bay lên trời lên. À à, bay rồi, bay rồi. Bay hả? Chết này, này thì bay này. Này thì bay này. Ok, hợp lý hóa quá. Rồi, gom được một mớ. Một mớ đồ, ok, hợp lý. Rồi. Còn khoảng 9 ông nữa. Ok, 9 ông nữa là mình giết hết. Đây đây đây. Thấy rồi, thấy rồi, thấy. Ông bay kìa, ông bay kìa. Đâu rồi? Mình mới thấy ông bay đây nè. Ui kìa 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 kìa, một người. Trời nó bay nó. Ôi bên đây một người. Một viên đạn. Ô, bên đây cũng có một ông nữa, bên đây cũng có một ông nữa. Hai viên đạn banh xác. Ok, giết được hết rồi. Ok, bây giờ còn ông nào không? Để xem coi. Ui bên kia cũng có một ông. Sao mấy ông này tập hợp này nhiều quá nhỉ? Núp núp rồi. Ông thấy mình rồi, ông thấy mình rồi. Thấy mình rồi. May quá, mang cái tên lửa vô kịp. Hình như ông nào mới bắn mình thì phải. Núp kỹ. Ui kìa kìa. Núp kỹ nha, chạy à, đứng lại. Chạy đâu cho thoát. Chạy lên lầu. Ui, bay ơi, tẩu thoát ơi. Ông ta đã tẩu thoát, tất cả lính đặc nhiệm tấn công. À, chạy nè, trời ơi, chạy thoát rồi, dí theo. Ui. Một bạn. Ok rồi, để mình dí theo nha. Ok. Ok, để xem coi, bây giờ ở đâu nha. Ui, thấy rồi. À, một bạn tóc hồng, ok tóc hồng. Dí theo. Đâu, tên lửa rồi, tên lửa ta đâu, dí theo. Một bạn tóc hồng. Mới thấy chạy qua đây. À, kỳ này chết rồi. Kỳ này ông chết cho tôi rồi. Nấp đi. Đâu rồi. Ui, kìa, bên kia. Bên kia, thấy rồi à. Nấp đi. Chạy hả? Chạy, dính cái lá. Một viên. Chết con khủng long. Hai viên chết luôn chủ luôn. Rồi ok. Rồi ơi, game là dễ. Trời ơi. Anh em thấy mình pro không? Game là dễ. Ok. Ok từ. Mình nghĩ là, ủa không biết ông V-Bone chết chưa ta. Mình nghĩ là sẽ có một số ông núp ở trong khu rừng đằng sau này. Mình sẽ bay qua cái khu rừng. Chắc luôn. Có một số ông núp bên rừng. Vô sân bóng này chơi đá banh nè mấy bạn ơi, mấy bạn đâu rồi? Mấy bạn fan ơi, mấy bạn đâu rồi? Ui thấy rồi. Ui bắn mình nè, bắn đi. Trời mày đang đứng ngay cái rào sắt sao bắn mình được? Bắn đi. Ui cái gì đây? À cái hàng rào, mình tưởng là ổng chứ. Lại lụm cái gì ta? Cái pháo hoa. Ok, có cái bát pháo hoa để xài rồi. Bây giờ còn một ông thôi, mình phải bay lên cao để mình quan sát. Vòng bo cũng đang dần hẹp lại rồi.
Mình nghĩ bây giờ mình đang nghĩ là có hai trường hợp. Một là ổng đang ở ngoài đâu đó, ở ngoài đây. Hai là ổng đã núp ở trong căn nhà này hoặc là căn nhà màu vàng bên đây. Ôi 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 ôi, ông già đưa cái đầu ra, ông già bắn. Ừ, ông già đưa cái đầu ra, ông già bắn mình. Ừ, thấy rồi nha, thấy nha. Ông già đâu? Ôi, ông già đi đâu mất tiêu rồi. Ông già đang mất tiêu rồi. Ông già đưa cái đầu ra, ông già ngắm mình, ông già bắn. Ừ. À, đâu rồi. Ôi. Ông già có leo nóc nhà chưa vậy? Hello. Ông già ơi, ông già đâu rồi? Ủa, ông đi đâu rồi? Ủa. Bây giờ đứng im hết luôn, không nghe tiếng bước chân nữa. Hồi nãy đi thì nghe tiếng bước chân quá trời. Ui. Sau lưng. Ôi kìa. Win trận thứ hai, trời ơi, game là dễ lần thứ hai.